kayaknya. Nóng cục máu quá này chứ. Anh đã ra lệ được hả? Làm gì mà chạy thoát? Dù đó nó to chừng đồ nữa. Đây, video đây giữ lại sao này có lồng tiền nó đen lên.
tay em còn có nửa mắm. Mắm bên kia hôm bữa phải sức lắm rồi. À, tôi muốn ly tê. Có cái đứa trúng không? Nhiều lắm này. Không biết. Nghiêng mạnh qua giùm chị. Nè, nó chảnh mét á. Đôi mũi nó chảnh mét á. Vô tình dụng được bí kíp hả? Đây này. Ừ. Mặt đen cổ rồi. Nè, sao mà tẹo cổ luôn đó nè. Tẹo cổ bằng công luôn. Mẹ yên với mẹ Hậu ngày nay đụng vô mặt mô cũng mụn bồng quá là gì nữa. Cái gì? Cái gì mà đừng không có thấy bóp luôn. Thấy không Ly? Chỗ bóp cổ nó bóp đi cho này không được. Hàm bên kia hết rồi hả? Hàm bên kia hết rồi. Khá tội chưa? Thank you.
Giờ nay khách rồi phải không nào? Đợi gì lo hay là làm? Đợi hết. Ờ, thôi. Thôi xong rồi dưới đây. Dư rồi đó, nhưng mà bụng đẹp quá nên không muốn tắt. Cho nó nghỉ đi, để nó mới cục khổ cho.